các bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại với một video với cái chủ đề đó là thời điểm nào trong năm nay bạn sẽ có người yêu. Đây sẽ là một cái video dành tặng cho các bạn FA nhân cái dịp mùa Valentine đang tới nhá. Thì chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay, 1, 2, 3. Mình cố tình để ngược, các bạn đừng có xoay lại để đọc nhá. Thì các bạn cũng cần phải xác định ngay từ ban đầu cái chủ đề này ấy, đó là nó có thể là nó sẽ không thể nào mà cho các bạn một cái mốc thời gian quá là kỹ hay là quá là rõ ràng cả. Và mình sẽ cố gắng để đem đến một cái câu trả lời khá cụ thể nhất cho các bạn. Nhưng mà nếu như mà không được á thì các bạn cũng đừng cáu, đừng giận nhé, bởi vì đấy là đơn giản là bởi vì các bạn không được biết. Vậy thôi, 1, 2, 3, chúng ta sẽ đến với số 1 nha các bạn. Chào các tình yêu đến với tụ bài số 1. Đây là trẻ bài chung, chỉ vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhé. Với câu hỏi đó là thời điểm nào trong năm nay các bạn sẽ có người yêu, thì trong một năm có thể là các bạn sẽ yêu rất là nhiều người, yêu vài người gì đấy, tùy trường hợp của mỗi người nhá. Cũng có thể bạn sẽ chỉ yêu một người, nhưng cái thời điểm này có người yêu này á là sẽ cái mối tình gần nhất nhá. Nói về cái mối tình gần nhất của các bạn, sắp tới đây của các bạn, gần nhất trong năm nay á. Thì đối với tụ bài số 1, mình thấy có một cái vấn đề đầu tiên, đó là mình thấy các bạn thiếu đi cái niềm tin. Các bạn thiếu cái niềm tin rằng là các bạn sẽ có người yêu trong năm nay, hoặc là các bạn cũng không đặt niềm tin quá nhiều vào câu chuyện tình cảm trong năm nay. Có thể là bởi vì các bạn đề ra một cái kế hoạch, một cái trọng tâm rằng là năm nay tôi sẽ tập trung để phát triển công việc thôi, tập trung phát triển tài chính tiền bạc, hay là xây dựng cái nền tảng khác thôi. Và tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện tình yêu đấy nó hầu như là rất là khó để có thể có được trong năm nay. Và có thể với một số trường hợp các bạn cũng FA khá là lâu rồi, và các bạn cho rằng là bản thân mình không thể có người yêu trong năm nay được. Nhưng mình thấy ở đây là câu trả lời ở đây á là bạn cũng có thể có cái người yêu trong năm nay. Thời điểm á, về cái thời điểm trong năm nay mình thấy là sớm thôi, khoảng vào mùa xuân, tháng 3, tháng 4 gì đấy. Và mình thấy rằng là có rất là nhiều lúc ấy, tình yêu nó gần tới với bạn được rồi ấy, thì mình thấy bạn là cái người tạo ra rất nhiều lực cản để đẩy cái mối quan hệ đấy nó xa hơn. Mình lấy ví dụ bằng cái việc đấy là bạn có cái tâm lý anti tình yêu, hoặc ngược lại, một số bạn có cái tâm lý quá trông chờ vào tình yêu, hoặc là ở đấy quá trông chờ vào tình yêu, cứ chờ đợi hóng, xong rồi kiểu khao khát thèm muốn ấy. Nghe khao khát thèm muốn hơi kinh một tí, nhưng mà ý đại loại là các bạn luôn cảm thấy mình không đủ, cho nên là mình muốn tìm những cái thứ ở bên ngoài để mình lấp vào cái lỗ hổng đó. Và bạn càng làm như vậy, bạn càng thu hút những cái sự thiếu thốn đến với cuộc sống của các bạn thôi. Kể cả có người tới với bạn thật, nhưng nó không bao giờ trở thành được một cái mối quan hệ nó hoàn chỉnh cả. Lúc nào nó cũng gặp một cái vấn đề gì đấy của cái việc cho đi nhận lại, mất cân bằng trong mối quan hệ, và nó dẫn đến cái việc toàn nó không ở lại với bạn được lâu dài. Cho nên là các bạn cần phải xem xét lại vấn đề này nhá. Cũng có thể càng chính vì thế ấy, càng nhiều người tới với bạn mà chẳng đi đến đâu, mình thấy các bạn càng mất niềm tin, bạn càng không tin vào tình yêu, và bạn càng anti vũ trụ, anti cái tình yêu rồi mọi thứ trong cuộc sống của các bạn ấy. Thì mình thấy rằng là cái người mới này tới với các bạn ấy, cái người mà bạn sẽ gặp trong khoảng tháng 3, tháng 4 gì đấy, đấy sớm đấy, mình thấy là sẽ sớm nhá. Có 3 thời điểm này, tháng 3, tháng 4 và tháng 9 nhá, chú ý cho mình. Khả năng vào mùa xuân thì khá là nhiều, loanh quanh cái khoảng thời gian trong mùa xuân ấy là mình thấy có thể các bạn sẽ gặp cái người này. Nhưng mà mình thấy là các bạn rất là dựng hàng rào lên là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đấy là các bạn rất là kiểu có một cái thái độ kiểm soát, có một cái thái độ nó không được tích cực lắm khi mà cái tình yêu này nó tới với cuộc sống của các bạn. Có thể là ai đó họ sẽ giới thiệu cho các bạn ấy, có thể là sẽ thông qua mai mối, thông qua giới thiệu, thông qua sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh ấy. Và mình thấy rằng là có thể cái mối quan hệ này nó sẽ nhùng nhằng và lằng nhằng, mất một khoảng thời gian để mà nó có thể trở thành một cái gì đó cao hơn, trở thành một cái gì đó phát triển hơn trong mối quan hệ này. Thì mình thấy là sẽ có, tức là mình thấy là có thể khoảng tháng 3, tháng 4 thì các bạn bắt đầu gặp cái người này á, bắt đầu có kết nối với người này, nhưng mà có thể các bạn sẽ ngắt kết nối với nhau, hoặc là xảy ra một số cái vấn đề gì đấy, cho đến tầm khoảng vài tháng sau thì cái mối quan hệ này nó bắt đầu mới gọi là có một cái tí khởi sắc hơn đó. Và mình thấy là nó sẽ có sự chuyển hóa, chuyển biến trong mối quan hệ này. Tức là ban đầu có thể dậm chân tại chỗ, đi rất là chậm, hoặc là cảm thấy rất là khó để có thể phát triển được. Thế nhưng mà thời gian nó sẽ trả lời cho các bạn.
Mình thấy là mối quan hệ này á sẽ giúp bạn khám phá ra được rất là nhiều điều bên trong bản thân của bạn, giúp bạn giống như là giải đáp cho bạn một số những cái thắc mắc mà bấy lâu nay bạn không tìm được cái câu trả lời ấy. Đó là có thể là cái câu hỏi mà tại sao tôi luôn thu hút những cái cùng một kiểu người như vậy, rồi tại sao cái câu chuyện tình cảm của tôi nó không được suôn sẻ. Nó có thể nó đã xuất phát từ chính cái việc đấy là bạn chưa đủ yêu bản thân của bạn, và bạn luôn trông chờ vào cái việc đấy là phải có ai đó đến giải cứu bản thân của mình, phải có ai đó đến giống như kiểu bạch mã hoàng tử cứu công chúa ấy, rồi vân vân và mây mây. Mình thấy là các bạn sẽ nhận ra được vấn đề của bản thân các bạn thông qua cái mối quan hệ này. Và mình thấy là các bạn trở nên khá là thu hút trong mắt người khác. Có thể là bấy lâu nay nhá, mình cảm giác bạn cũng rất là chăm chút cho bản thân bạn, nhưng mà chăm chút ở đây nó mang tính bề ngoài quá. Có thể là bạn lấy cái bề ngoài đó, đẹp đẽ đó, thu hút đó để mà lấp đi cái sự hỏng gì đó, một cái tổn thương nào đó bên trong các bạn mà nó không được nhìn nhận ấy. Thì mình thấy là thông qua cái mối quan hệ này, mình thấy là các bạn sẽ quay ngược trở lại vào bên trong để khám phá cái lỗ hổng đó là gì và giải quyết nó, tìm cho mình cái sự bình yên thật sự, chứ không phải là những cái ngụy tạo về mặt gọi là ngoại hình, rồi để che lấp đi cái sự thiếu thốn, cái sự tổn thương ở bên trong bạn. Ok, mình thấy là bạn sẽ có một cái sự thay đổi khá lớn ở đây. Và mối quan hệ này cũng thế, nó sẽ có những cái bước chuyển hóa nhảy vọt ở đây. Và mình thấy là mối quan hệ này nó cũng có cơ hội để có thể tiến xa hơn, để có thể đi đến một cái gì đó nó chắc chắn. Nhưng mà mình thấy là nó không nhanh ấy, nó sẽ trải qua những giai đoạn chuyển hóa khá nhiều thì mối quan hệ này nó mới có một cái gì đó có thể gọi là tin tưởng nhau hơn, lên một cái tầm gì đó hơn đó. Về cơ bản thì là sớm ấy. Đợi một xíu. Nói chung là mình thấy cái mối quan hệ này nó sẽ lên lên xuống xuống. Ngay thật ra thì ngay từ ban đầu mình thấy là cái có thể là ở phía của bạn ấy đã có vấn đề rồi. Đấy là bạn không sẵn sàng lắm, hoặc là bạn có một cái gì đó nó không ổn bên trong bản thân ấy, cho nên nó khiến cho bạn cảm thấy rất là bất an và kiểm soát mọi thứ. Ok, một lá nữa nhé. Sẽ có new love tới với các bạn này, tình yêu mới này. Giống như mình cảm thấy bạn quá bi quan ấy, không tin lắm ấy. Nhưng mà điều gì nó muốn tới thì nó cũng sẽ tới thôi nhá. Ok, chốt lại từ bài này ý, là thời điểm nào trong năm nay bạn sẽ có người yêu. Thì mình thấy là thời điểm nó sẽ loanh quanh ở những khoảng thời điểm, thứ nhất là mùa xuân, khoảng mùa xuân năm nay, khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó. Mà có thể là nó ban đầu thì nó chưa thể phát triển gọi là mạnh hay là kiểu phát triển cao cả, mà nó có thể làm sẽ có một khoảng thời gian các bạn cho nhau khoảng lặng, hoặc là dừng lại, hoặc là có một cái vấn đề gì đấy mâu thuẫn giữa hai người. Và mình thấy là đến tầm khoảng tháng 9 thì mọi thứ nó mới bắt đầu ổn hơn cho cái mối quan hệ này nhá. Đó là tụ bài số 1, chúng ta đến với số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số số 2, đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhé. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là thời điểm nào trong năm nay các bạn sẽ có người yêu, thì hãy đón nhận nó thật là cởi mở thôi. Và có thể trong một năm bạn sẽ yêu rất là nhiều người, nhưng mà đây sẽ là cái thời điểm mà bạn có người yêu, ở cái người gần nhất nhé, sẽ đến với bạn nhé. Mình thấy đối với tụ bài số 2 ở đây, mình thấy cũng sẽ sớm thôi. Nhưng mà mình thấy nó không nằng nhằng như cái tụ bài số 1. Tụ bài số 1 là gặp xong rồi có vấn đề gì đấy thì sau rồi có thể là ngắt kết nối, sau đó thì mới liên lạc lại. Thì mình thấy cái tụ bài này nó đã lằng nhằng từ trước đấy rồi.
Còn đâu đến sang năm 2021 này ý, mình là cũng sẽ sớm thôi. Và cái điều này là cái điều mà các bạn, với một số trường hợp có thể là các bạn sử dụng luật hấp dẫn ấy, và các bạn hấp dẫn nó vào trong cuộc sống của các bạn, mình thấy sẽ có romance, sẽ có tình yêu tới với các bạn. Và người này có thể là một coaching man. Coaching man là một cái người mà mang một cái vẻ ngoài khá là lịch sự, điểm lịch sự, trông kiểu khá là đàn ông á. Và có thể là họ là cái người mà tới từ cái thành phố lớn đó, có thể chưa chắc họ 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 quê ở đó, họ sinh ra ở đó, nhưng mà họ có thể là bây giờ họ đang sinh sống ở một cái thành phố lớn chẳng hạn, ở một cái thành phố nào đó. Thì mình thấy ở đây rất nhiều khả năng, đây có thể là một người bạn đã quen rồi, một cái mối quan hệ nào đó trong quá khứ nó đã có tên rồi, và có thể là hai người đã ngắt kết nối với nhau, không nói chuyện với nhau, bởi vì ở đây vừa có reconciliation, vừa có unfinished symphony, tức là bản giao hưởng chưa kết thúc ấy, tức là nó sẽ vẫn còn kéo dài, và đến bây giờ thì nó comeback trở lại trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy là trước đây đã có vấn đề gì đó giữa hai người, có thể liên quan đến tổn thương của đứa trẻ bên trong. Một trong hai người có thể là có cái tổn thương này từ gia đình nữa, từ gia đình của các bạn. Nó ảnh hưởng đến cách bạn yêu, cách bạn nhìn nhận mối quan hệ, cách bạn nhìn nhận đối phương, đánh giá, rồi vân vân và mây mây. Cho nên là có thể ngay trong lần một ấy, nó không thành được. Thì mình thấy với cái lần 2 này quay lại ấy, có thể là các bạn sẽ gặp lại họ vào trong khoảng tháng 6 và tháng 7 nhá, thời điểm mùa hè nhá, một cái thời điểm khá là nóng đấy, thế là khá là nóng cho các bạn đấy. Có thể là cái khoảng tháng 2 đây, có thể là bạn sẽ bắt đầu nghe được một vài tin tức từ họ, nhưng mà đến tầm tháng 6, tháng 7, rất là mùa nóng ấy, là bạn sẽ có thể gặp lại cái người này, và có thể sẽ bắt đầu lại một cái mối quan hệ với cái người này ở đây. Thì mình thấy rằng là nếu như ấy, cái người này á, mà không phải là một người bạn đã từng quen, đã từng yêu, thì cái người này mình thấy là họ có thể là có một kết nối pipeline với các bạn, và kiếp sống này thì họ quay trở lại để giải quyết cái món nợ với bạn ấy. Đấy, để tiếp tục mối quan hệ với các bạn. Thế là mình thấy rằng là nhiều bạn mà đang chờ đợi người yêu cũ quay trở lại, đối với cái tụ bài số 2 này, thì mình thấy là cái giấc mơ của bạn, cái mong muốn của các bạn nó cũng sẽ sớm trở thành hiện thực mà thôi. Và mình thấy là có thể các bạn rất là kiên nhẫn một khoảng thời gian rất là dài rồi. Và mình thấy là lần này ấy, khi mà các bạn quay trở lại với nhau á, mình thấy là nếu như lần trước có thể là nó rất là nhanh, cuốn kiểu như vậy, và chính vì thế mà khi mà mọi thứ nó nhanh quá thì nó dễ đi đến kết thúc cũng rất là nhanh, và có thể là vì những cái lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà các bạn kết thúc. Thì cái thời điểm trong cái lần hai này người này họ quay trở lại ấy, thì mình thấy là mọi thứ nó sẽ diễn ra chậm hơn, từ từ hơn, và mình thấy có một cái sự thận trọng khá lớn trong cái mối quan hệ này giữa hai người. Các bạn sẽ đi từng bước một thôi để tiến về phía nhau. Và mình thấy rằng là các bạn sau cái mối quan hệ cũ với cái người này lần một á, mình thấy các bạn học ra được rất là nhiều bài học rồi, và đó chính là một cái a hidden gift. Và khi mà các bạn học được, hiểu thấu được ấy, thì mình thấy vũ trụ một lần nữa cho các bạn cơ hội để quay trở lại tương tác với nhau, không bàn luận về cái việc cái mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu, nhưng mình thấy rằng là nó rất có ích cho hành trình phát triển của các bạn. Các bạn nhận thức và tiếp thu được khá nhiều thứ từ cái mối quan hệ này. Vì cái người này họ sẽ quay trở lại sau một khoảng thời gian, mà có thể là họ rất là chăm chỉ vào kiếm tiền bạc các thứ. Mình thấy cái người này cũng được rất là nhiều người ngưỡng mộ, có thể theo đuổi, điều kiện của họ là một người có điều kiện tốt đấy. Ok, đợi mình. Mình thấy khi mà hai người gặp nhau, hai người sẽ nói với nhau rất là nhiều sự thật, nhiều hiểu lầm trước đây mà hai người không có nói được với nhau. Và mối quan hệ lúc trước có thể mất cân bằng, một bên cho nhiều hơn, một bên chỉ biết nhận. Nó xuất phát từ một cái tổn thương nào đó đến từ bên trong các bạn ấy. Thật ra tất cả mọi thứ nếu như mà không được cân bằng á, nó sẽ đến một cái ngày nào đó nó bị lệch cái cán cân á, và nó sẽ rơi vào cái trạng thái không ổn ngay. Mình thấy là lần này trở lại á, các bạn nói thật với nhau hơn, các bạn sống thật với nhau hơn, và mối quan hệ này nó bắt đầu có cái sự cân bằng trở lại. Mình thấy là bởi vì hai người đã có một khoảng thời gian có thể là một mình để bình ổn lại bản thân của mỗi người, hiểu sâu sắc, thấu hiểu hơn là tại sao mọi thứ, cái mối quan hệ này nó lại kết thúc như vậy. Có thể bạn cũng nhận ra được cái vấn đề của bản thân là mình yêu người nào mình cũng cho đi hết, hoặc là mình hy sinh quá nhiều, hoặc là thế này thế kia. Bạn nhận ra được vấn đề đó và bạn rút kinh nghiệm ra. Thì một lần nữa,
người này được đẩy vào trong cuộc sống của các bạn để các bạn có thể áp dụng cái bài học mấy hôm nay các bạn đã học. Và mình thấy ở đây là mình cảm giác như là cái mối quan hệ này nó mang theo một cái sự bí ẩn của vũ trụ ấy, giật phê. Nói chung là lần này mình cảm thấy mọi thứ nó sẽ đổi chiều, nó sẽ đổi gió nhá. Tức là mình cảm giác được rằng là nó có cơ hội để có thể cải thiện hơn, chứ nó không phải là các bạn sẽ quay lại một cái vòng lặp cũ đâu. Nhưng mà với điều kiện á, bạn phải nhận ra được cái bài học thực sự từ cái câu chuyện cũ, và bạn rút được kinh nghiệm từ đó để thay đổi và để bắt đầu một cái khởi đầu mới với cái người này mới hoàn toàn. Thì cái mối quan hệ này nó mới có cơ hội để có thể đi sâu hơn được, đi xa hơn được. Hay ho phết. Thấy sẽ có sự tán tỉnh quay trở lại ở đây, vui vẻ với nhau. Mình thấy là có thể từ trước kia các bạn có một cái sự phụ thuộc, lệ thuộc nào đó. Có thể là một trong hai người lệ thuộc vào tình yêu của đối phương, hoặc một trong hai người lệ thuộc vào tiền bạc của đối phương, hoặc lệ thuộc vào bất kỳ một cái vấn đề gì đấy nó không được lành mạnh cho lắm. Chính vì thế mà nó mới phải dừng lại. Thì thời điểm này mình thấy là cái khoảng tháng 6, tháng 7 này, khi mà họ quay trở lại ở đây ấy, thì cái mối quan hệ này nó sẽ phát triển theo cái hướng cân bằng hơn, bởi vì hai người đã nhận ra được cái vấn đề của hai người rồi. Với một số trường hợp có thể các bạn sẽ đi đến một cái cam kết gì đó khá chắc chắn với nhau đấy. Yêu lại từ đầu đấy. Yêu lại từ đầu quả này là cũng chất lượng đấy. Ok, đó là tụ bài số 1. Số 2 nhá, chúng ta đến với tụ số 3. Các bạn chọn tụ bài số 3 đây là trẻ bé chung chí vậy, đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là thời điểm nào trong năm nay bạn sẽ có người yêu, thì đúng là điều gì mình lo sợ nhất nó cũng đã xuất hiện rồi. Đó là tụ bài này nó cũng không nói được quá là nhiều về cái khoảng thời điểm các bạn gặp nhau là khi nào. Mình đã nói ngay từ đầu cái lúc mà chọn tụ ấy, mình biết ngay là thế nào cũng sẽ có tụ, không thể nào tìm ra được thời gian, bởi vì nó có ngay cái lá Omni Time Winter, tức là thời gian, chỉ có thời gian mới đem lại cho bạn một cái câu trả lời chính xác được. Tức là bạn sẽ chả thể nào mà spoil được quá nhiều về cái mối quan hệ này đâu. Thứ nhất, mình chỉ có thể nói cho các bạn là cái người này họ sẽ xuất hiện cũng nhanh, không phải là chậm. Nhưng mình không thể cho các bạn một khoảng thời gian quá kỹ càng là tháng mấy, khoảng tháng mấy hay mùa gì được. Là điều đầu tiên. Điều thứ hai, mình thấy là người này họ sẽ xuất hiện một cách bất thình lình, rất bất ngờ sẽ tới với các bạn. Mình thấy người này có thể là một top male nhá, một người da đen tóc xoăn nhá, không nhất thiết phải y hệt như thế này, nhưng có thể là họ có một cái làn da hơi tối màu một chút, trông khá khỏe khoắn, có thể họ thích chơi thể thao. Và mình thấy cái người này họ toát lên một cái năng lượng rất là mạnh mẽ, rất là khỏe mạnh ở đây, kiểu chắc rất là, nói chung là nhìn rất là cuốn hút, ít nhất là về mặt ngoại hình, kiểu như là dân gym hay là gì đó ấy, thể thao các thứ ấy, là mình thấy là họ khá là năng động ở cái vấn đề đấy. Và người này sẽ đến rất bất ngờ, rất bất thình lình, không thể đoán được là khi nào cả. Thì mình thấy ở đây á, có một cái thông tin dành cho các bạn, đó là mình thấy các bạn đang hơi bị bó hẹp bản thân mình lại trong một cái khuôn khổ nào đó, và không dám mở lòng, không dám bước ra ngoài thế giới, không dám làm cái điều gì đó khác đi. Ở đây có hai lá bài đều nói với cái việc về các bạn là hãy gạt bỏ cái nỗi sợ và làm một cái điều gì đó khác đi, làm một cái điều gì đó mới, moving out into the world, bước ra ngoài thế giới, into the world, bước vào một cái thế giới mới, bước vào, đúng chưa, mở cái cánh cửa trái tim của bản thân mình ra, mở cánh cửa tâm trí ra để đón nhận những cái cơ hội mới. Và khi cơ hội mới, hãy cho nó một cơ hội để được bước vào trong cuộc sống của các bạn, cho bạn hãy nắm bắt nó ấy, chứ không phải là bạn gạt đi, bạn lo lắng, bạn sợ hãi điều này điều kia được. Cho nên là ai bảo các bạn là cái tội là khép mình cơ, khép kín bản thân mình cơ. Cho nên bây giờ tình yêu nó sẽ đến một cách rất bất ngờ trong cuộc sống các bạn, và một khi mà nó tới, nó thổi bay tất cả mọi thứ trong cuộc sống các bạn, nó làm đảo lộn khá nhiều thứ. Mình thấy bạn và họ có cái chemistry khá là mạnh mẽ ở đây, và với cái The Tower đấy, nó cho mình đây có thể là một tình yêu rất là sét đánh, một tình yêu rất là nhanh.
nhìn thấy là thích rồi và thu hút nhau rất là nhiều. Mình thấy hai người sẽ có khoảng thời gian khá là ngọt ngào với nhau. Và mình thấy mối quan hệ này cũng có rất nhiều điều bí ẩn mà các bạn phải tự khám phá. Mình không thể nói cho các bạn quá chi tiết là nó sẽ như thế này, như thế kia được. Nhưng mình thấy là cái người này sẽ là một trong những lý do khiến bạn quyết định bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của bản thân để làm một điều gì đó khác đi, để đón nhận một cái cơ hội mới. Giống như trước đây các bạn, mình vẫn thường hay ví dụ ấy là như là trong phim Tôn Ngộ Không á, phim Tây Du Ký ấy, thì có thể là trước đây bạn vẽ một cái vòng tròn an toàn để bạn sợ yêu quái, bạn sợ tất cả mọi thứ nó không được theo ý của các bạn ấy, nó không được tới gần bạn. Và thời điểm này mình thấy là các bạn sẽ dỡ bỏ cái vòng tròn an toàn đó để có thể ra ngoài khám phá, kể cả có gặp yêu quái thật đi chăng nữa bạn cũng sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì bạn muốn sống khác đi, bạn muốn làm khác đi và cũng hãy làm điều gì đó khác đi, một điều gì đó mới hơn so với trước đây. Được rồi, bây giờ mình thấy là vẫn còn vấn đề cần phải khám phá đấy, đợi mình một tí. Mình thấy là mọi thứ nó sẽ tốt thôi, đừng quá là bi quan về cái mối quan hệ này nhá. Và mình thấy là mọi người cũng xung quanh ấy, đặc biệt là bạn bè của các bạn ấy sẽ rất là hỗ trợ các bạn trong cái vấn đề này. Có thể họ tư vấn cho các bạn, họ an ủi, họ trấn an bạn. Bạn đừng sợ hãi cái điều gì cả nhé. Hãy dũng cảm lên và mình thấy rằng là đây là một cơ hội tốt dành cho các bạn. Thế cho nên là hãy bắt lấy nó để dành những cái điều tốt đẹp nhất cho bản thân của các bạn nhé. Open your heart. Mở cửa trái tim ra bạn yêu ơi, để đón nhận cái cơ hội này. Và mình thấy là có thể bạn đang thiếu tự tin đấy. Bạn đang thiếu tự tin, có thể về ngoại hình của bạn này, về bản thân của các bạn này. Thế nên bạn cần phải xem xét lại cái vấn đề về cái việc đấy là bạn đã đủ yêu bản thân các bạn chưa? Vì sao bạn lại thiếu tự tin như thế? Và hãy biết rằng là hãy dành những cái điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Đừng bao giờ cảm thấy là mình không xứng đáng với cái điều này hay là cái điều kia nhá. Bạn hoàn toàn xứng đáng mà. Cái cách mà bạn đối xử với bản thân các bạn ấy, nó quyết định cái cách bạn đối xử với, nó quyết định cái cách mà người khác đối xử với các bạn. Nên là hãy mở rộng trái tim ra để đón nhận cái người này. Mình biết ngay là sẽ không thể nào mà nói ra được khoảng thời gian cụ thể cho cái một cái tụ bài nào đó trong 3 tụ bài ngày hôm nay. Mình thấy giữa bạn và họ có một cái kết nối partner relationship. Chính vì thế mà các bạn cảm thấy rất là thân quen với cái người này. Cũng có thể chính vì thế mà các bạn rất là thu hút lẫn nhau, rất là cảm thấy có một cái gì đó quen thuộc. Người này là cũng là một trong những người đến là dạy cho bạn cái bài học về Love Yourself First, về yêu thương, về tình yêu thương bản thân. Các bạn trước của mình có nói mà, các bạn không tự tin về một vấn đề gì đấy, có thể là về ngoại hình của các bạn, nhưng mà hãy yêu mọi thứ của bản thân các bạn từ những cái điều nhỏ nhất, kể cả đó là những cái tính xấu, kể cả những là một cái điểm gì đấy bạn không hài lòng trên cơ thể bạn, trên khuôn mặt bạn chẳng hạn, nhưng nó thuộc về bạn, nó là của bạn. Hãy chấp nhận cả những cái bóng tối, cả những cái điều không đẹp nhất của bản thân các bạn. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta đâu có ai là hoàn hảo 100% đâu, đúng không? Chúng ta đâu phải là thiên thần đâu, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, đấy là chúng ta chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Chúng ta không anti, chúng ta không ghét bỏ theo cái kiểu như là chúng ta căm thù hay chúng ta chửi bới bản thân mình. Đừng làm như thế. Hãy chấp nhận nó như một phần của bạn. Và chúng ta nếu như thấy nó không đẹp thì chúng ta sửa đi một chút. Ví dụ như là bạn có một cái tính cách nào đó, có thể là bạn sửa nó đi. Tính cách nào đó nó không có ổn, ví dụ hay cáu gắt hay là gì gì đó, bạn chấp nhận nó nhưng mà bạn từ từ khắc phục nó đó. Nhưng mà hãy làm điều gì tốt nhất cho bản thân các bạn và biết, nói chung là bạn cần phải khám phá ra cái vẻ đẹp bên trong bản thân các bạn nó là cái gì, tự tin về nó. Ok, và cái cảm giác yêu bản thân này mình cũng không thể nào mà tả cho các bạn được, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ rất là tuyệt vời. Thế là đừng có sợ hãi, hãy làm một điều gì đó khác đi để có thể
bước ra ngoài thế giới, đón nhận những cái cơ hội mới nhá. Cố gắng lên các bạn ơi. Đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhá. Nhớ like đăng ký kênh của mình. Bye bye.